Tình yêu trao em giấc mơ, sao mình em khóc. Nụ cười anh trao em ước ao, sao mình em buồn. Vì ngày hạnh phúc xa quá xa, trông tranh chiều nghiêng sao vội vã. Trao em giấc mơ, sao mình em khóc. Nụ cười anh cho em ước ao, sao mình em buồn. Vì ngày hạnh phúc xa quá xa, trong tranh chiều nghiêng sao vội vã. Chút nắng anh đón em về, không anh chiều tàn qua bàn tay. Mình đã 30 tuổi rồi mà chưa tìm thấy mạch đời. Phải chăng nhân vật của mình cũng thế? Alo, Hùng đây, đang làm gì đấy? À, chào bạn. Cà phê đi. Ờ, rồi, tới ra ngay. Vẫn chỗ cũ nhá. Rồi, rồi, rồi. Thế nhá. Rồi, rồi, rồi. À. Cậu nộp hộ tớ mấy bài tạp bút. Về vấn đề gì vậy? Thì vẫn mua tiếp cũ thôi. À. Gửi anh. Cảm ơn.
Đây là nhuận bút, hai chuyện ngắn và ba bài tạp văn của cậu. À này, thế tiểu thuyết viết đến đâu rồi? Được hơn 100 trang. Thế cậu định viết bao nhiêu trang? Khoảng 400 trang. 100 trang. Những bước đi đầu của chặng đường đầu. Mấy hôm nay bí quá, chẳng viết được trang nào cho ra hồn cả. Thế ông đã đặt tên chưa? Rồi. Con thuyền không bến. Con thuyền không bến. Của ông hay là của nhân vật? Có lẽ là của cả hai. À, ông moi cái này đâu ra thế? Tôi tải trên mạng xuống. Ông đưa tôi xem làm gì? Tôi nghĩ là nó sẽ có ích cho cuốn tiểu thuyết đang viết của ông. Mấy em này tự giới thiệu về mình rất ngộ. Ông thử gọi xem sao. Sao ông không gọi? Vợ tôi mà biết nó xé xác. Xoảng thế cơ. Ở đấy, cậu lấy điện thoại tôi nghe với. Tôi quên máy nhà mất rồi. Số bao nhiêu? Đây. Bật loa hai anh em nghe chung nhá. Alo, Kiều Linh phải không? Vâng, ai đấy ạ? Một người bạn cho anh số điện thoại của em. À, em hiểu. Bao nhiêu? Nhanh thì 200, tiền phòng anh chịu nhá. Ok. Ở đâu hả anh? Thì tí anh gọi lại cho em nhá. Thằng chó, hết trò đùa rồi à? Toàn cặn bã xã hội. Thế ông còn hy vọng gì hơn ở cái bọn này? Số bao nhiêu? Một người bạn cho anh số điện thoại của em. Vâng, rất hân hạnh được biết anh. Tối nay em có rỗi không? Dạ có ạ. Anh có thể mời em đi uống nước được không? Vâng, được ạ. Quán Trà My lúc 9 giờ nhé. Vâng, em sẽ mặc chiếc váy màu thiên thanh. Chào em. Chào anh ạ. Ông có đến không? Thì cũng chưa biết được. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa nhỉ? Đã hơn 2 tuần rồi mình không về thăm mẹ. Mẹ có buồn không? Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều quá. Alo, Hùng à? Cậu đang làm gì đấy? Đang viết thôi. Cậu không đi à? Đi đâu? Cậu chả hẹn với em buổi sáng, 9 giờ là gì? Ừ nhỉ. Thế cậu có đi không? Mình ngại quá. Này, nếu hay về kể ngay đấy nhá. Được rồi. Chào cậu. Chào bạn. Xin lỗi, có phải lúc chiều tôi đã nói chuyện với em qua điện thoại, đúng không? Nếu anh đã hẹn cô bé tội nghiệp lúc 9 giờ, mà mãi 9 rưỡi mới đến thì đúng là cô bé ấy rồi đấy. Một lời xin lỗi phải bắt đầu thế nào nhỉ? Mời anh ngồi ạ. Cảm ơn. Tôi là Quang. Em là Trang.
Em xin lỗi, anh chị dùng gì ạ? Cho em một cà phê đen, một cốc nước lọc và vài viên đá để riêng nhé. Tôi cũng thế, nhưng chỉ cà phê đen không thôi, không đá. Vâng ạ. Uống cà phê giờ này, anh không sợ mất ngủ à? Tôi thường làm việc vào ban đêm. Không phải là đạo trích đấy chứ ạ? À? Tôi viết văn. Cảm ơn. Em làm như thế để làm gì? Khi cục đá tan hết thì hết giờ. Nhưng nếu là mùa đông, đá sẽ tan chậm hơn mùa hè. Cũng có thể. Em học chiêu này ở đâu? Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một loạt câu hỏi phải không? Tại sao lại không nhỉ? Trông anh rất đẹp trai. Thì hò hẹn với một cô gái đối với anh là quá đơn giản phải không? Có thể. Câu có thể của anh không được coi là một câu trả lời. Tôi ghét con người. Anh ghét con người mà lại đi viết văn à? Tôi viết văn để tìm hiểu xem con người có chỗ nào đáng để yêu không. Em hỏi anh câu này được không? Tại sao anh lại gọi điện cho em? Tôi cô đơn. Anh đã nói dối. Có chắc không? Anh đã suy nghĩ trước khi nói. Và hơn nữa, anh đã đánh mắt sang phải trước khi nói. Anh chưa hiểu. Em nói xem nào. Xưng là anh, nghe vẫn hay hơn phải không ạ? Khi anh đánh mắt sang bên phải, có nghĩa là não trái đang hoạt động. Mà khi cần cầu viện đến não trái, có nghĩa là cần sự tưởng tượng. Thế thì nghề sáng tác của anh hay phải đánh mắt sang bên phải lắm. Và lại sao em biết điều này? Đã có lần em nói chuyện với một anh chuyên làm về điều tra xét hỏi. Anh thấy em rất biết cách ăn nói và các nghi thức xã giao. Có một nhà ngoại giao đã dạy cho em đấy. Cái nghề của em cũng thú vị đấy chứ. Ừ, nhưng chưa lần nào em nói chuyện với một người viết văn cả. Nói chuyện với người viết văn là khó chịu lắm đấy. Ví dụ? Em có đi qua đêm với khách không? Không. Viết được nguyên một chương. Cậu đã xong bài phóng sự chưa? Vừa nộp sáng nay xong. Sao trông mặt mày ủ rũ thế kia? Đi rồi mới biết. Bây giờ chúng đoàn chơi khiếp thật. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Trông mà múa sách màn dở. Rồi chúng nó còn liếm bia trên người nhau nữa.
thì mình có cảm giác mấy con ôn ấy không phải là con người nữa. Mỗi bước tiến đều có một bước lùi tương đối, đúng không nào? Hôm nọ gặp con bé trên mạng thế nào rồi? Có lẽ khác với những con bé liếm bia mà cậu đã thấy. Tại sao mình lại chọn nghề viết tiểu thuyết nhỉ? Làm báo như thằng Hùng có phải là hay hơn không? Viết một bài phóng sự dăm ba ngày, xong lại viết tiếp bài khác, đêm về gác gối cao mà ngủ. Mình viết cuốn tiểu thuyết này để làm gì cơ chứ? Hay là đổi đề tài khác đi? Đề tài này không phù hợp với mình lắm. Nhưng là đề tài gì đây? Khó quá. Hùng Anh là thằng nào mà lại có trong danh bạ của mình nhỉ? Trang nào nhỉ? Sao trí nhớ của mình dạo này kém thế? À, đúng rồi. Cô em trên mạng mà mình gặp hôm nọ, giờ này cô em đang làm gì? Có nên gọi cho cô em đó không nhỉ? Thầy kệ, cứ thử gọi xem sao. Alo. Alo, chào em. Anh Quang đây. Chào anh. Em có khỏe không? Xin lỗi đã làm phiền em. Không sao đâu ạ. Em có rảnh không? Chào em. Chào anh. Em ngồi đi. Cảm ơn em đã đến. Không có gì đâu anh ạ. Em có làm sao không? Không sao đâu anh ạ. Sức khỏe là vốn quý, em nên giữ gìn. Em có mệt lắm không? Em là người vùng nào? Một làng quê ven sông đáy ạ. Chắc nó đẹp lắm nhỉ? Sao anh biết ạ? À, anh nghĩ một làng quê đã sinh ra được người con gái đẹp như em, làm sao mà không đẹp được? Nó quả có đẹp thật, nhưng còn nghèo khổ lắm anh ạ. Có phải vì nghèo mà em lên đây sống không? Em hy vọng nó sẽ thay đổi cuộc đời của em à? Không ạ. Thế thì vì sao? Anh không nên biết thì hơn. À, xin lỗi, làm nghề viết văn nên anh hay tò mò. Hôm trước gặp em, anh đoán là thể nào em cũng có một chuyện gì đó. Anh lại thế rồi. À, thế này nhá, em kể chuyện cho anh trả tiền em. Ý anh không phải là như thế mà bọn đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ nhắc đến tiền. Anh xin lỗi, anh muốn mua lại câu chuyện của em, có thế thôi, có được không em? Nhưng với một điều kiện.
1.000 điều kiện cũng được. Anh không được viết lại câu chuyện mà em kể. Nhưng anh là người viết văn, nếu câu chuyện hay, làm sao mà không viết được? Anh có hứa không nào? Anh sẽ đổi tên nhân vật cho nó khác đi nhá. Không được, chỉ nghe không thôi. Thôi được rồi, anh sẽ không viết. Cách đây 3 năm, cũng vào một buổi chiều như hôm nay, em ơi, ra đường quốc lộ đi đường nào hả? Anh cứ đi theo đường mòn, 200 mét là tới. À, cảm ơn. Có việc gì không ạ? Thế rồi sao nữa? Nó đã làm nhục em. Tội nghiệp. Tội nghiệp em quá. Em đến đây làm gì? Em đến thăm anh không được à? Thôi, em đi về đi. Không. Cứ để đấy. Không kiến. Rồi em sẽ là vợ anh, em phải có trách nhiệm lo cho anh chứ. Cái gì? Ai nói em là vợ anh? Chúng ta lớn lên cùng nhau, bố mẹ cả hai bên đều đồng ý chúng ta là vợ là chồng từ khi chúng ta còn bé. Hôn nhân như thế không bền vững hay sao? Nhưng mà anh chỉ coi em như là em gái thôi. Nhưng mà em không muốn thế. Khổ quá rồi em cứ. Chúng mình cưới nhau rồi tình yêu sẽ đến. Em sẽ làm tất cả vì anh. Cả đời này em chỉ yêu có mình anh. Nếu không lấy được anh
thì em sẽ không lấy ai cả. Ui giời. Em sẽ đi tu. Mà thôi, bố ấy nhắn là bác ấy muốn gặp anh đấy. Em đi về đây. Alo. Ơ Trang à. Ờ được rồi, anh sẽ đến ngay. Em đứng đây lâu chưa? Mới được một lúc thôi anh ạ. Đưa anh xem nào. Xem có hay bị thế này không? Em không biết gì đâu ạ. Hình như là em uống rượu phải không? Sinh nhật đứa bạn nên em uống chút bia ạ. Ông tướng là nghịch, quá sang lại đây. Này, công xá giờ này gấp đôi đấy nhá. Anh đã ăn gì chưa ạ? Em hỏi giờ này là ăn tối hay ăn sáng? Ăn đêm. Ăn đêm thì chưa. Vậy em mời anh đi ăn nhá. Em ăn đi. Em muốn uống rượu. Em có tâm sự à? Anh không uống à? Anh không uống rượu. Có chuyện gì em nói đi, anh nghe đây. Nếu hôm nay em mới biết mình thực sự cô độc trên cõi đời này. Lúc hỏng xe, đứng một mình trên đoạn đường vắng, em không biết phải nhờ đến ai. Em đã gọi cho mấy người quen nhưng họ đều từ chối. Em muốn thế thôi. Anh có một đại gia đang muốn có một người như em đây để tâm sự. Tôi không. Ô, con này, mày tưởng mày thoát khỏi bọn tao dễ thế à? Hả? Tao không còn gì để mất nữa đâu. Mày cứ chờ đấy. Chuẩn bị cuốn xéo khỏi đây là vừa. Em thấy cuốn sách này thế nào? Đây là cuốn sách đầu tiên mà em đọc trong đời đấy. Nếu em thích, anh tặng em luôn. Có thật không anh? Thật. Em cứ tưởng số phận những người như tụi em là đã khổ lắm rồi, vậy mà vẫn còn những người khổ sở hơn nữa. Cuốn sách anh đang viết
cũng về một cô gái có số phận như thế. Anh kể cho em nghe được không? Cô gái ấy cũng trạc tuổi em, sống ở một làng quê ven sông. Cô ấy cũng xinh đẹp như em. Cô ấy muốn có một cuộc sống bình yên ở quê nhà. Nhưng cô ấy đã bị gã bố dưỡng cưỡng bức, đành phải bỏ làng lên thành phố, bỏ lại anh người yêu hiền lành như cục đất ở thôn quê. Em biết không, cuộc sống ở trên thành phố không giống như cuộc sống ở quê của cô ta. Mọi thứ đều rất khác. Ở trên thành phố, thân cô, thế cô không nghề ngỗng, không bạn bè, không tiền. Cũng giống như phăng tin, cô bị lão chủ nhà trọ cưỡng bức vì thiếu tiền nộp để thuê nhà. Cuộc đời cô sa ngã từ đó. Cô đi làm ca ve, quăng quật làm vợ khắp thiên hạ. Khi làm ăn đã có một chút vốn, cô ra mở cửa hàng riêng. Nhưng cuộc đời cô lại bị một gã bảnh chọe không những lừa hết tiền, mà cô phải còn làm vợ bé của gã. Phong ba bão táp đã ập đến cuộc đời cô. Bị đánh ghen, bị tạt axit, rồi cô gặp lại lão bố dượng. Thế rồi sao nữa hả anh? Anh mới chỉ viết đến đấy. Thế anh định để cho cô ấy làm gì ông bố dượng? Cô ta giết ông bố dượng rồi tự tử. Câu chuyện của anh kinh khủng quá. Nhưng mà đó là câu chuyện có thật. Anh đừng để cho cô ấy trả thù nhá. Ai sống ác rồi cũng phải gánh lấy hậu quả, nên để cho cô ấy tha thứ. Nhưng câu chuyện đã xảy ra như thế mà. Câu chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra như thế rồi, anh viết lại một lần nữa thì chả hóa ra lại thêm một vụ giết người à? Em lấy đâu ra ý nghĩ hay thế? Khi nào viết xong anh cho em xem với nhá. Đương nhiên rồi, nhưng với một điều kiện, em không được đổi số điện thoại. Trang, em có sao không? Em bị thế này lâu chưa? Mới ở một tháng nay thôi ạ. Đây chị, đây đây chị, đây. Chào cậu. Chị, mẹ mồm đau thế nào chị? Có sao đâu, bà vẫn khỏe lắm. Này, sáng hôm nay nhá, sáng nay bà ăn hết vé một đĩa bánh quấn đấy. Thế à? Thế bố em có nhà không chị? Có, ông đang chờ cậu trong phòng khách ý, cậu vào đi. Thế anh và các cháu ở quê có khỏe không ạ? Cảm ơn cậu, vẫn khỏe. Em lên nhà đây. Đi đi. À này, em cho các cháu ở quê mua thêm sách vở. Thôi, ông cho các cháu nhiều rồi, chị không dám nhận của cậu đâu. Khổ quá. Thôi, chị giúp nhà em nhiều, em cảm ơn chị. Chị cầm lấy cho em vui nhé. Quang, con nộp tiền thằng này. Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Mẹ con ốm thế nào hả bố? Tôi biết là nếu tôi không nói như thế thì anh sẽ không về. Con với bố có chuyện gì để nói đâu. Bố có chuyện này muốn nói với con. Vâng, bố nói đi ạ. Con hãy nhìn xem, bố đã vất vả cả cuộc đời mới có được cơ ngơi như thế này. Tất cả là để dành cho con. Con hãy về nhà đi. Con không về. Nếu bố còn đối xử với mẹ như vậy. Đứng lại. Mày khinh bố mày thế à? Bố xem, bố có đáng được tôn trọng không? Mày dám nói bố mày thế à? Nhưng bằng ngày này tuổi rồi, bố còn đi cặp bồ với cái con mười mấy tuổi. Mười mấy là thế nào? Nó 20 tuổi rồi. Có khác gì nhau đâu. Bố tìm thấy gì ở mấy con choi choai vắt mũi chưa sạch. Chẳng qua là chuyện xác thịt thôi. Trời ơi, còn ra cái thể thống gì nữa không? Em hãy nhìn xem người đàn ông này là ai. Đó là bố em. Cho dù ông có là kẻ giết người thì ông vẫn là bố em. Sẽ mãi mãi là bố của em hiểu chưa? Xin lỗi bố đi em. Em cũng làm thế được. Nếu mẹ mất rồi thì em cũng nói làm gì. Đằng này mẹ còn sống, em không thể chịu được. Em xem, mẹ sống mà như chết rồi. Chính mẹ đã nói với chị là mẹ không muốn sống nữa. Mẹ không muốn là gánh nặng cho cả cái gia đình này. Bố đi với người khác thì cũng có sao đâu. Em phải biết thông cảm cho bố chứ. Chị mới sinh cháu nên không giúp gì được nhiều cho mẹ. Trong cái gia đình này, ngoài bố ra, em là đàn ông. Dù đất có sụt ở dưới chân, em vẫn phải trụ lại để bảo vệ cái nhà này. Đằng này khi thấy khó khăn, em lại bỏ đi như một kẻ thất trận. Chị biết em đa cảm, nhưng là đàn ông, em phải cứng rắn lên. Con xin lỗi. Trong cái nhà này, hiểu bố, chỉ có mỗi mình con gái. Bố. Con có lỗi với mẹ quá. Mẹ hãy tha lỗi cho con. Hôm nay em không đi làm à? Hôm nay là chủ nhật cơ mà. À ừ nhỉ. Chị Mai à? Dạ, em chào anh, em chào chị ạ. Mẹ khỏe không chị? Mẹ khỏe em ạ. Vậy thì tốt rồi. Hôm nọ, chị nóng quá. Em hãy bỏ qua cho bố, đừng cố chấp nữa. Em rất muốn thế. Khó quá chị Mai à? Bố cũng có nhiều nỗi khổ, áp lực công việc rất nặng nề. Có việc gì không em? Chị giúp em một việc được không? Từ bé đến giờ, chị đã từ chối em điều gì đâu nào. Em muốn xin cho một người và làm ở showroom điện thoại của chị, được không ạ? Trai hay gái? Dạ, con gái.
Mà ngoài thằng Hùng ra, từ trước tới giờ em có ai là bạn đâu nhỉ? Em có vướng mắc gì với cô ấy không? Dạ không ạ. Chỉ là một người bạn thôi. Em phải cẩn thận đấy nhá. Bọn con gái bây giờ ghê gớm lắm. Dạ vâng. Hai hôm nữa em bảo với cô ấy mang hồ sơ lên showroom của chị nhận việc ngay. Lương thử việc là 800. Sau 2 tháng được lên 1,2 triệu. Được ăn cơm trưa, làm thêm giờ, tiền thêm theo thỏa thuận. Em cảm ơn chị. Xin lỗi anh, đừng tắc quá ạ. Em ngồi đi. Vâng ạ. Những lúc thế này trông em rất đẹp. Anh không định tán tỉnh đấy chứ? Anh nói thật mà. Thế có chuyện gì không anh? Anh thích em xõa tóc ra hơn. Em xinh thật đấy. Không biết anh có nên nói với em điều này không? Anh cứ nói đi ạ. Anh đã xin cho em được một công việc. Việc gì hả anh? Bán hàng. Anh biết là em không nhờ anh, nhưng qua mấy lần nói chuyện với em, anh thấy là em có vẻ không thích cái nghề này lắm. Nên anh... Anh đúng là nhà văn. Anh biết đọc suy nghĩ của người khác. Thế có nghĩa là em đồng ý? Vâng ạ. Mấy hôm nữa em qua chỗ showroom này và nói là anh giới thiệu nhé. Vâng ạ. À hết. Còn đây. Gì thế hả anh? Đổi nghề khác, phải thay sim đi chứ. Có nghĩa là anh đã chuẩn bị trước à? Ừ. Anh đã mua hẳn chiếc sim để cho em thay, mà không biết là em có đồng ý hay không à? Anh xin lỗi, nhưng anh... Em cũng thích đàn ông ra trường. Nhưng mà... Thế thì em cũng thích anh ném đi vậy. Anh ném đi mất rồi. Anh chẳng hiểu con gái gì cả. Phải nói con gái dễ lừa thật đấy. Không. Ý anh là không, anh không định nói như thế mà. Không đùa đâu nhá. Này, anh sợ đau lắm. Ôi.
Ôi. Anh có còn dám nói kiểu đó nữa không nào? Không, không dám nữa. Em muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn anh. Để hôm khác được không? Anh bận à? Anh định về nhà để chuẩn bị mai đi biển. Anh ra biển để làm gì? Mấy hôm nay không viết được. Anh định ra biển để tìm cảm xúc mới. Em chưa lần nào được ra biển cả. À, mấy hôm nữa em mới phải đi làm cơ. Em đi biển cùng anh nhé. Có thật là anh cho em đi biển với anh không? Thật. Nhưng mà em không có áo tắm. Em ngốc thật hay là giả vờ đấy? Anh bảo sao cơ ạ? Bây giờ đang là mùa xuân, có tắm đâu mà phải mang áo. Anh đã yêu ai chưa? Chỉ thoáng qua một vài người. Sao lại chỉ thoáng qua? Anh cũng không biết nữa, nhưng họ không động lại trong anh điều gì cả. Còn em, nếu yêu ai, em sẽ yêu đến chết mới thôi. Em đã yêu ai chưa? Rồi ạ. Không phải anh đấy chứ? Anh đùa thôi. Nhưng chàng trai nào có diễm phúc thế nhỉ? Em vẫn gặp anh ấy hàng đêm đấy. Hàng đêm mà. Chỉ là trong giấc mơ thôi. Mình ngồi đây nghỉ đi. Sao anh lại bỏ nhà đi? Vì anh quá yêu bố anh. Em chưa hiểu. Ông ấy là thần tượng của anh. Nhưng rồi ông ấy đã phản bội mẹ anh. Phản bội anh. Tại sao chúng ta lại là những kẻ bỏ nhà ra đi nhỉ? Ha ha ha.
Đấy, anh xem. Trên phim chỉ có một nốt mờ, không có dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Có nguy hiểm không, thưa bác sĩ? Không, chỉ là một ổ viêm nhỏ. Dạ. Tôi sẽ cho kháng sinh 10 ngày là hết. À thế ạ. À, vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Có một người yêu xinh đẹp như thế thì phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, phải không chàng trai trẻ? Có sao không anh? Chỉ là một khối viêm nhỏ, không sao đâu. Anh ra hiệu thuốc mua theo đơn, dùng theo chỉ định, 10 ngày nữa khám lại. Cảm ơn bác sĩ ạ. À. Cảm ơn bác sĩ ạ. À. Giống ý như mình hồi trẻ. Sao cậu mất mặt thế? Mình yêu rồi Hùng ạ. Cậu yêu? Ừ. Mình không làm chủ được. Nàng thật tuyệt vời. Mình có biết người ấy không? Có đấy. Ai? Cô bé mà cậu giới thiệu cho tớ chứ ai? Ừ. Mình không bao giờ giới thiệu bạn gái cho cái thằng ghét con người như cậu. Cậu có nhớ là hôm cậu đưa cho mình tập giấy mà cậu lấy trên mạng cũng ở quán này không? Mình có nghe nhầm không đấy? Không. Cái con bé ấy á? Ừ. Vấn đề phức tạp rồi đây. Này. Dạ. Đố mày biết bọn anh đang nói chuyện gì? Em đoán nhá. Đoán đi. Các anh đang nói chuyện giá vàng tăng hay giảm ạ? Sao mày lại đoán thế? Nhìn vẻ mặt của các anh, em đoán thế. Sai bét. Thế các anh nói chuyện gì ạ? Đây này, ông này đáng yêu. Thế ạ, chúc mừng anh. Ui giời ơi, chúc mừng cái nỗi gì? Yêu ai không yêu, lại yêu con cà phê. Anh ơi. Bỉa nha. Tôi nghe ông đây. Hai người quá khác nhau. Khác nhau thế nào? Cậu là một nhà báo, một nhà văn. Bố cậu là giám đốc doanh nghiệp có hàng nghìn công nhân. Còn cô ta là ai? Chắc cậu hiểu hơn tôi. Nhưng tôi yêu cô ấy. Ui giời, cái bồng bột đó rồi sẽ qua thôi. Như tôi đây này, lấy vợ được 2 năm, nhưng tôi đã quên mất ngày xưa tôi có yêu cô ấy không. Đấy cậu xem, hai người quá khác nhau như thế, rồi thì lấy nhau, sẽ cấu xé nhau đến chết mất thôi. Mình chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nếu không lấy nhau thì yêu nhau làm gì? Này, cậu nghe tôi nói đây này. Với cái hạng gái ấy mà, chỉ vui vẻ bóc bánh trả tiền thôi. Nhưng cô ấy không phải là cà phê. Ui giời ơi. Này, thế cậu yêu cô ấy vì lý do gì hả? Một thân hình bốc lửa như Marilyn Monroe, hay là một tâm hồn thánh thiện như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria? Ừ, không phải như thế. Mà tại sao cậu lại đâm đầu vào yêu con bé nhà quê à? Nhà quê nhưng tâm hồn cô ấy còn bằng vạn cậu. Bằng vạn tôi á? Được rồi, thế tâm hồn cô ấy như thế nào? Như thế nào? Hả? Hả? Mình không biết. Chỉ thấy là yêu. Đấy. Thế thôi. Cậu thấy chưa? Đấy chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi. Mà này,
Bố cậu mà biết con trai duy nhất của ông ấy như thế này thì ông ấy sẽ giết cậu. Thế nào? Vỡ ra chưa? Làm cái gì đấy? Bỏ tay ra! Tình yêu cho em giấc mơ, sao mình em khóc? Nụ cười anh cho em ước ao, sao mình em buồn? Vì ngày hạnh phúc sao quá xa, trông tranh chiều nghiêng sao vô. Tranh chiều nghiêng sao vội vã, chút nắng cuối ngày anh đón em về, không anh chiều tàn qua bàn tay.